Muốn cập nhật vào chứng từ chi phí mua hàng, bạn kích vào phân hệ mua hàng. Tiếp đến, bạn kích vào biểu tượng chi phí mua hàng. Khi đó, trên màn hình sẽ hiển thị 5 chứng từ mới cập nhật gần nhất. Để vào màn hình nhập mới chứng từ, bạn nhấn phím Escape. Để vào mới một chứng từ, bạn kích chuột vào ô mới hoặc bấm tổ hợp phím Alt cộng M. Bạn gõ mã hoặc một từ nằm trong tên hoặc địa chỉ của mã khách đó, hoặc nhấn Enter để vào danh mục khách hàng. Lập tức, chương trình sẽ tự động link ra một cửa sổ, danh mục khách hàng. Bạn di chuyển con chuột đến tên công ty cần nhập và gõ Enter. Đặc biệt ở cửa sổ này, bạn có thể bấm F4 thêm mới khách hàng, F3 để sửa. Nhưng muốn đổi mã hay xóa khách hàng, phải quay ra danh mục từ điển. Bạn gõ nội dung phát sinh của chứng từ, nhập số hóa đơn, số series, ngày hóa đơn để kê khai lên bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu vào. Số chứng từ, chương trình sẽ tự động đánh số từ 1, hoặc bạn có thể gõ lại. Chương trình mặc định tỷ giá là 1 đối với tiền Việt Nam đồng. Nếu là giao dịch ngoại tệ, bạn kích chuột vào ô VND để chọn loại ngoại tệ. Kích chuột vào ô chọn phiếu nhập. Mã nhập xuất tài khoản có là tài khoản công nợ hoặc tiền mặt. Lưu ý, nếu chi phí mua hàng trả tiền ngay thì bạn phải làm đồng thời một phiếu chi tiền mặt. Nhập tiền vào ô chi phí. Kích chuột vào ô chọn phiếu nhập. Lập tức, chương trình sẽ hiển thị một cửa sổ yêu cầu nhập các thông tin. Số chứng từ từ ngày đến ngày, để lọc ra các chứng từ thích hợp cần chọn. Nếu không nhớ, bạn để trắng, nhấn Enter để vào danh sách các phiếu nhập mua để chọn. Khi chuyển chuột để chọn phiếu nhập cần phân bổ chi phí, sau đó bấm Escape để chọn. Sau đó, bạn kích vào phân bổ tự động. Chương trình sẽ tự động phân bổ chi phí vào từng mặt hàng. Chương trình hiển thị cửa sổ khai báo thuế đầu vào. Bạn kiểm tra các thông tin thuế đầu vào của chứng từ. Các thông tin này sẽ được lên lên bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu vào. Chương trình hiển thị cửa sổ khai báo thuế đầu vào. Bạn kiểm tra các thông tin thuế đầu vào của chứng từ. Các thông tin này sẽ được lên lên bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu vào. Kích chuột vào nhận để lưu xác nhận thông tin thuế. Sau khi nhập đầy đủ các chứng từ cần thiết, bạn chọn lưu hoặc bấm tổ hợp phím Alt cộng L.